Hello anh chị cô chú nha, chào mừng anh chị cô chú trở lại với kênh YouTube Năm Máy Cày. Hôm nay Năm Máy Cày sẽ quay anh chị cô chú một cái siêu phẩm, lại là siêu phẩm tiếp nữa nha anh chị cô chú nhá. Đấy, với đến với Năm Máy Cày thì anh chị cô chú chỉ toàn gặp ở siêu phẩm thôi. Đó, giống kiểu là trong bóng đá thì đến với Ronaldo, Messi thì chỉ gặp siêu phẩm. Đây là một cái siêu phẩm. Đây, trong này là cái gì này? Theo anh chị cô chú đoán trong này là cái gì? Hàng này giống như Nhật Bản. Đây, như thời gian vừa qua năm có đưa tin thì đây là mấy cái xe cắt cỏ ngồi lái, cái xe mà ngồi lái trên vận hành trên giống xe đồ chơi á, cắt cỏ nhá, của Nhật, thương hiệu Orec. Mời anh chị cô chú cùng theo chân Năm Máy Cày. Ok anh chị cô chú nhá, chiếc máy cắt cỏ Orec đầu tiên chuồng về tới công ty Goldmark. Chiếc máy cắt cỏ, xe cắt cỏ chứ, xe cắt cỏ ngồi lái đầu tiên về Việt Nam. Đây, chiếc này là chiếc máy cắt cỏ ngồi lái, mình có thể ngồi vận hành luôn, tự vận hành luôn. Cái này thì gần như là anh chị cô chú nào cũng có thể là sử dụng được, kể cả phụ nữ. Đấy, vừa cắt cỏ vừa du lịch loanh quanh cái vườn cây của mình, đúng là đầy đủ các binh chủng luôn, các loài cho các đại gia luôn. Đây, cái này khui ra đó. Ngoài những cái này thì vừa rồi thì bên công ty Goldmark có nhập về một cái gầu xúc, là gầu múc gắn trên cái máy cày đây, cũng giúp dùng cho các đại gia. Đấy, vừa sử dụng máy cày vừa ấy đây. Đây, mời anh chị cô chú nhá, đây là chiếc máy cắt cỏ Orec mới nhất, đầu tiên nhất về Việt Nam này, RM 9753. Đây, siêu phẩm luôn. Quá đẹp luôn. Cái này mua mà tặng người yêu được này, đúng không? Tặng người yêu được này. Giá này, giá máy này nghe con cái thấy. Nhìn đẹp hả? Đúng, cái thùng nó đóng đẹp quá trời luôn. Mới biết là cái làm gì thôi. Mới biết là cái làm gì. Ai sẽ là cái người bóc tem cái máy này đầu tiên này? Chắc là Năm Máy Cày quá. Đây, cho Năm Máy Cày. Lấy cái búa đi, đập cái ra. Quá đẹp. Hình như gỡ đấy nè, gỡ mấy cái đính đây, nó gỡ ngược lên nè, gỡ mấy cái ốc nè, đây. Hai ba lên, kéo tay sơn kìa, kéo tay sơn nè, quá đẹp luôn anh em ơi. Chụp lại luôn, trời đủ mà thông minh. Cái bọn này thì như thông minh. Quá đẹp. Đến đâu anh Năm? Xin. Cái này đúng là lần đầu tiên thấy này. Hôm bữa Năm có thấy ở bên Thái Lan một lần rồi. Loại này nó có nhiều phân khúc, hai câu, một câu rồi gì gì đó. Nói chung là mình cũng chưa rành về cái này lắm. Nói chung dần rồi tham khảo. Anh chị cô chú nào mà quen biết về những cái máy này rồi, đã sử dụng những cái máy cũ rồi, thì có gì để lại bình luận. Họ cùng chia sẻ cái suy nghĩ, cái cảm giác khi mình sử dụng cái máy này như thế nào nhá, để cho mọi người cùng biết nha anh chị cô chú nhá. Tại video này thì Năm sẽ quay sơ cho anh chị cô chú thôi, còn về review chi tiết, review chi tiết thì Năm phải học cái đã, để hàng họ hướng dẫn cho mình cái đã, họ nói rõ nó là làm việc gì, sử dụng trong cái việc nào, môi trường gì, thì Năm sẽ chia sẻ lại cho anh chị cô chú ở video sau nhá. Video này thì Năm chỉ quay review xung quanh và quay chi tiết cái lô hàng này thôi. Đợt này thì cô mắc nhập về ba chiếc nha anh chị cô chủ nhá. Ở đây nó có một cái gì giống kiểu là cái của cái máy giặt này, giống cái guồng giặt á, guồng của cái máy giặt. Mới keng xe ben, nội dung động cơ
thường cứ bằng xăng hay bằng dầu thì này. Kéo dỡ nhá. Đây lần này thì chỉ có sơ thôi, chưa biết cái gì để mà nói hết. Chưa biết gì. Chưa biết cái gì để mà chém hết. Rất là đẹp luôn. Chủ chà. Vui vậy hả? Chắc là kéo cái vô lăng dài lên được chứ. Nhật. Nhật Bản mà. Nằm có mắc ký nào nữa nè. Hả? À, cái này là để khi đeo để mà khi cắt cỏ này, có kính có đô của nó luôn. Đây, tặng cho một cái kính nhé, đeo để cắt cỏ. Đèn này, một đèn ở bên trước này. Nhật Bản nha anh chị cô chú nhá, nhập từ Nhật, mới 100%. Hệ thống số mã của nó ở đây. Cái này cái gì? Cái chân này. Dầm tới chạy tới nhớ, dầm tới chạy tới, dầm lui chạy lui thì phải. Bây là em đạp lui nè, là nó chạy lui nè. Đạp tới nó chạy tới nè. Nó dùng tay nó này, dùng tay nè. Thì giờ nó dùng bằng cơ, bằng tay. Nè, cái này hình như là gì? Là đạp tới, chạy lui luôn anh chị ạ. Nè, đạp lui là chạy lui nè. Nè. Đập tới là chạy tới nè. Đó. Bên phố. Chù, quá nhẹ nhàng luôn anh chị ơi. Đúng là hàng Nhật có khác. Đây. Kawasaki này, động cơ Kawasaki này. Chù chà. Phải học cả chứ, phải huấn luyện cả chứ. Đó, video này thì Năm chỉ quay sơ cho anh chị cô chú như vậy thôi. Đó, còn về cái video sau thì Năm sẽ chia sẻ về cái thông số kỹ thuật cũng như cái kinh nghiệm cũng như là những cái thông tin về những cái chiếc máy này nhá. Đấy thôi, ok. Anh chị cô chú nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh YouTube Năm Máy Cày, và đặc biệt nhấn like để nhấn like và chia sẻ nhá, chia sẻ kênh để tất cả mọi người cùng cùng được biết. Rồi, ok, bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú ở video sau.